365 cởi áo ngay trên sân khấu ơn rời. Sun 365 và Lily Nguyễn đã có những màn hóa thân bất ngờ khi lần đầu đến với ơn rời cậu đây rồi 2016. Tuần này, bốn nghệ sĩ trẻ Sun 365, Thúy Diễm, Sĩ Luân và Lily Nguyễn sẽ là khách mời của ơn rời cậu đây rồi tập 11. Bên cạnh Sĩ Luân và Thúy Diễm trở lại ơn rời sau 3 năm, thì Sun 365 cùng Lily Nguyễn sẽ lần đầu tiên chạm ngõ sân khấu. Dù đã đóng hai phim, nhưng Jun vẫn sợ đủ thứ khi đến với ơn rời. Nam ca sĩ lo nhất là mình sẽ lỡ miệng nói bậy khi hăng say diễn kịch. Nếu ở tấm cám chuyện chưa kể, Jun vào vai thái giám đem lòng yêu vua, thì tại ơn rời, cụ thành viên 365 sẽ chính thức lên ngôi hoàng thượng và sánh đôi cùng hoàng hậu Hồng Đào. Nào ngờ, ái nữ của Jun lại chính là Thanh Duy Idol. Giữa vườn thượng uyển, Tiểu Duy Quý Phi bắt đầu trò chơi tình ái của mình với hoàng thượng Jun. Thanh Duy Quý Phi tiết lộ mình chính là cung tần được Jun yêu quý nhất, dằn mặt hoàng hậu Hồng Đào vì được Jun thị tẩm 6 ngày một tuần. Thanh Duy còn bắt Jun phải hát tặng mình, không chút chần chừ, Jun đã xào nấu lại bản hit của nhóm 365, Bóng Bóng Bang Bang để chứng tỏ tình yêu với Thanh Duy. Chưa dừng lại ở đó, Jun còn tình tứ cùng nhau cắn chung một miếng xoài, nhảy sexy bất chấp để chiều lòng Thanh Duy, sau đó Jun còn ân cần hỏi nàng sướng không. Ở một diễn biến khác, Jun táo bạo cởi áo khoe da thịt ngay trên sân khấu, khiến Hồng Đào lẫn giám khảo Hoài Linh ái ngại quay đi. Ở tập 11, trưởng phòng Trường Giang bất ngờ đổ gục trước khách mời xinh đẹp Thúy Diễm. Trong bối cảnh âm u, bệnh nhân Trường Giang liên tục đòi bác sĩ Thúy Diễm phải khám cho mình. Giả vờ đau tim, Trường Giang lợi dụng cầm tay Thúy Diễm đặt lên nhiều nơi trên cơ thể, khiến nữ khách mời ngại ngùng. Chưa dừng lại, Trường Giang còn ngỡ ý, lần sau đi làm không mặc váy ngắn nữa nhé, để treo gẹo Thúy Diễm. Đang trong thử thách nhưng Thúy Diễm phải lên tiếng cảnh báo những pha gần gũi của Trường Giang. Trước sự lì lợm của Trường Giang, Thúy Diễm đã tụt quần bệnh nhân này và chích thẳng vào mông, khiến nam trưởng phòng hoảng hồn. Thế nhưng, Trường Giang vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí bạn trai Nhã Phương đã quỳ xuống cầu hôn Thúy Diễm. Tuy nhiên, Thúy Diễm đã nổi cơn ghen tuông vì Trường Giang luôn cặp kè Nhã Phương mà lãng quên mình. Ngay lập tức, Trường Giang khẳng định Nhã Phương chỉ là em gái để van xin tình yêu từ Thúy Diễm. Và rồi, một bí mật kinh hoàng sẽ được tiết lộ khiến ao ước đóng vai đẹp ính suy nghĩ của Thúy Diễm tan tành mây khói. Diện trang phục cướp biển, Lily Nguyễn đụng độ cùng trưởng phòng Trấn Thành. Tại đây, Trấn Thành cắt cớ nhờ Lily Nguyễn gỡ giùm chiếc quần bị vướng vào bánh lái. Không một lời đáp, Lily Nguyễn liền rút gươm khiến nam trưởng phòng bị chém đứt chỗ hiểm. Đều là cướp biển nhưng Trấn Thành lại lo sợ mình sẽ bị tàu khác uy hiếp. Vì thế anh đã huấn luyện Lily Nguyễn cách quyến rũ đàn ông để tìm đường thoát thân. Tưởng chừng sẽ làm khó nữ khách mời nhưng Trấn Thành lại lâm vào thế bí vì Lily Nguyễn chẳng hiểu nổi lời thoại của vị trưởng phòng. Ở một diễn biến khác, Sĩ Luân cũng sẽ lâm vào cảnh tù tội thời cổ xưa cùng danh hài Tự Long. Dẫn dắt ơn rời suốt 3 mùa, MC Xuân Bắc là một trong những bế tắc khi liên tục hù dọa các khách mời. Thế nhưng, đằng sau sự châm chọc ấy lại là một kế hoạch thả thính tinh vi. Trong tập 11, Xuân Bắc lại tiếp tục dở chiêu để trêu ghẹo hai khách mời xinh đẹp Lily Nguyễn và Thúy Diễm. Ngay từ phần chào sân, Xuân Bắc đã mừng như bắt được vàng khi đứng cạnh hai nữ khách mời. Nam MC tự hạ thấp bản thân mình, cảm thấy nhục khi đứng cạnh nhan sắc và chiều cao của Lily Nguyễn. Không những thế, nam MC còn ra sức vỗ về và động viên Lily Nguyễn khi cô áp lực về vốn tiếng Việt hạn hẹp của mình trong lần đầu diễn kịch. Khác với Lily Nguyễn, Xuân Bắc táo bạo hơn khi đối diện với Thúy Diễm. Dù nữ diễn viên đã lập gia đình, bất chấp Lương Thế Thành, Xuân Bắc ve vãn Thúy Diễm. Anh cảm thấy nóng người khi đứng gần em và đề nghị nữ diễn viên hãy dựa vào cơ thể của mình. Tuy nhiên, Thúy Diễm vẫn đỏng đảnh. Mỗi lần gặp anh là em sợ như thấy điều khủng khiếp lắm. Xuân Bắc đầy ẩn ý, anh mà làm gì thì còn khủng khiếp hơn. Sau đó, nam MC trấn an Thúy Diễm rằng chắc chắn cô sẽ nở hoa vì chính nữ diễn viên đã là một bông hoa quá đẹp. Thế nhưng, ở căn phòng cuối cùng, danh hài Hoài Linh đã vô tình tiết lộ Xuân Bắc là gay kính. Hoài Linh, khi bị bệnh tôi tự trang điểm và khóc một mình. Nam danh hài chia sẻ những góc khuất của mình khi tìm được sự đồng cảm với tiểu phẩm của diễn viên hài Buka trong chương trình Cười Xuyên Việt. Phần 2 chủ đề tôi hát của chương trình Cười Xuyên Việt được phát sóng tối 12 tháng 1 là phần thi của Buka và Trịnh Tú Trung.
Buka hóa thân thành nữ ca sĩ nổi tiếng cẩm thơ trong tiểu phẩm Điều Còn Lại. Sau 28 năm rời bỏ quê để chạy theo đam mê ca hát, bỏ lại cả mối tình thanh mai trúc mã, cẩm thơ mới trở về thực hiện live show. Gặp lại người yêu cũ, anh trách móc cô phụ bạc, nhưng không ngờ đây là lần cuối cùng anh gặp lại người mình từng yêu thương. Cẩm thơ bị ung thư vòm họng. Khi cô hát xong ca khúc Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống cũng là lúc cô nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời. Giám khảo Hoài Linh đánh giá cao sự đầu tư tâm sức của Buka dành cho tiểu phẩm. Tiết mục đã khiến anh xúc động và trải lòng về việc chạy show đến mức không quan tâm sức khỏe của bản thân. Tôi cảm thông với người nghệ sĩ trong câu chuyện bởi nhiều khi đi làm tôi bán mạng bán thân. Tiền bạc thì ai cũng ham, nhưng đam mê cũng là cái quan trọng, ghê gớm và kinh khủng lắm. Tôi có thể làm vài năm rồi bỏ tiền trong ngân hàng để có thể sống cả đời. Hiện tại tôi đã gần 50 tuổi rồi, sống 20 năm nữa cũng đủ. Bản thân chỉ ăn mắm với cá khô. Đâu cần gì nhiều tiền, nhưng mà nghĩ không được, anh chia sẻ. Nam danh hài lần đầu tiết lộ thói quen mỗi khi bị bệnh ở nhà. Nhiều khi cả tuần lễ trời mưa, tôi ngồi tự soi gương, rồi lấy đồ trang điểm ra tự vẽ mặt. Lúc bị bệnh ở cổ, nghỉ cả tháng, tôi cũng tự soi gương, tự vẽ mặt rồi tự cười khóc một mình. Tôi đi làm không bệnh, ở nhà mới bệnh, cái nghề này lạ lùng vậy đó. Trong khi đó, Trịnh Tú Trung mang đến tiểu phẩm Duyên Phận, khai thác tình trạng hôn nhân ép buộc thường thấy ở các vùng nông thôn, thông qua câu chuyện của gia đình ông Tư Triển, Công Triển. Anh khiến khán giả bất ngờ khi mời ca sĩ Hiền Thục góp mặt trong phần thi, giọng ca yêu dấu theo gió bay, thể hiện ca khúc Duyên Phận như lời than thân trách phận của những cô gái không có quyền được lựa chọn tình yêu hôn nhân. Nhận xét về tiết mục, đạo diễn Phi Long và Khải Như cho hay họ nhìn thấy sự tiến bộ của Trịnh Tú Trung trong việc xử lý khuyết điểm nói nhanh. Giám khảo Hoài Linh góp ý những chi tiết chưa logic trong tiểu phẩm. Trấn Thành bị thí sinh nhí bắt hát nhạc Hàn Quốc, múa dân gian vì đoán sai. Với sự lựa chọn sai, thí sinh đã yêu cầu Trấn Thành hát bài nhạc Hàn Quốc. Trấn Thành dò hỏi rằng đây là ý muốn của ai, thì cô bé ngây ngô trả lời rằng các chú ở trong sân khấu bày như vậy. Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay phía trong khán đài, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 1, 2017, sẽ tiếp tục lên sóng tập 3 chương trình Biệt Tài Tí Hon trên kênh VTV3, Đài Truyền Hình Việt Nam. Mở màn chương trình, Trấn Thành Cẩm Ly xuất hiện trong bộ trang phục tông suột tông với tông màu trắng. Trong tập này còn có sự xuất hiện của Diva Mỹ Linh. Chị cùng với biên đạo múa John Huy Trần sẽ đảm nhận vai trò trong ban bình luận. Ngay vừa mới bước ra, Trấn Thành đã đá xéo đội bạn bước ra sai concept âm nhạc. Vì vừa đi vừa nhảy chân sáo, ngay lập tức ca sĩ Mỹ Linh phản pháo rằng Trấn Thành là nghệ sĩ hài thì làm sao hiểu được nghệ sĩ múa và nghệ sĩ hát, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Trong tập này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức 5 tiết mục ấn tượng của các tài năng nhí ở đa dạng lĩnh vực. Cô bé Quách Minh Minh dù xuất hiện qua phần giới thiệu ở clip với tài năng hướng dẫn cho mọi người làm bánh, nhưng lại thể hiện tài năng thực sự là ca hát, khiến ban bình luận bất ngờ. Với sự lựa chọn sai, thí sinh đã yêu cầu Trấn Thành hát bài nhạc Hàn Quốc. Trấn Thành dò hỏi đây là ý muốn của ai, thì cô bé ngây ngô trả lời rằng các chú ở trong sân khấu bày như vậy. Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay phía trong khán đài, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Trước yêu cầu của bé, ca sĩ Mỹ Linh đùa vui rằng Trấn Thành rất có khả năng sáng tác nhạc bằng tiếng Hàn. Danh hài nhanh chóng lên sân khấu và chia sẻ rằng anh sẽ hát dòng nhạc cổ điển, kinh điển Hàn kết hợp pop rock và ballad. Rồi sau đó bất ngờ thể hiện ca khúc Chúc Mừng Sinh Nhật bằng tiếng Hàn, khiến các nghệ sĩ vô cùng thích thú. Cô bé Thu Giang 7 tuổi với khả năng nhảy múa đáng yêu của mình trên nền nhạc bản hit Tình Yêu Màu Nắng. Cô bé trình diễn nhuần nhuyễn những chống tay nhào lộn, xoạc chân và những tổ hợp khó. Với phần dự đoán sai, Trấn Thành đã bị thí sinh yêu cầu múa dân gian. Không ngần ngại, anh đã lên sân khấu tháo cả giày, cầm dù hoa và thể hiện bài múa dân gian. Liệu cô bé sẽ lựa chọn về đội nào? Tập 3 Biệt Tài Tí Hon sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 1, 2017 trên kênh HTV7.